Xin chào quý vị và các bạn. Nhân dịp đầu xuân năm 2024, chia sẻ giao lưu với anh em cây xanh quê Giáng Long. Cây này thì thuộc hệ cỡ đại rồi, cho kích thước đi Lăng. Cây này mình đo cái đo cái chảo trước đi. Toàn rộng là 4 mét. Chảo là 2m15. Chiều giờ của chảo là 2m15. Bề rộng 1m rưỡi. Đo có hoành đế. Phụ đo có hoành đế anh Hút. Nha. 2m9. 2m9. Hoành đế là 2m9. Rồi. 300 á. Cho nó đúng của nó là 300 á. Chiều cao với toàn ngon luôn mà. Chiều cao là 2m9. Toàn rộng là 4 mấy. Chiều cao. Giờ là 4 mấy này. Ngon là 3 mấy. Chiều cao từ mặt chảo lên là 2m9 nha. Cả 2m8, 2m9 cả đó. Rồi. Toàn ngon là 4 mấy. Về 4 mấy, rộng 3 mấy. Rồi. Lên ngay chỗ cái bệ làm kiểu ảnh luôn. Mới hết đầu tác đẹp ta. Rồi. Để vô sót xíu lấy cái bệ nhìn nhớ trước. Rồi. Đạt luôn á. Trời thì đang mưa nhưng mà có màu trắng vẫn chưa che hết được. Quá giò. Năm nay là Giáp Thìn hả Nú? Đầu xuân. Chia sẻ cho anh em vừa chiêm ngưỡng vừa thưởng thức cây xanh quê Giáng Long. Cây này có cái phần bể liên lọc đẹp quá. Đây có cái chậu màu vàng đồng đẹp quá. Tiếp theo là cây vũ sữa độc biến. Hành gốc là 81 hả? Còn là chiều cô vậy? Rồi chiều cô với toàn ngon. Chiều cô từ mặt chảo lên là 2 mét. Toàn ngon.
cọ ngon 2 m². Đây lúc mới nhập vườn về nó có một quả mà. Có một quả nè, quả bà bứt nữa. Sao? Đây nó ra quả biết quả. À còn một quả nè. Má là giận cái thôi. Dạ. Má đó là nó muốn mua má má rồi đó. Cái này bây giờ nó xuất hiện u cục từ gốc lên rồi này. Đầu nam một cây lông, một cây vú. Cây này dấn lộn. Cây này có bể hơi lớn nên không. Nhưng mà cây ăn quả thì quá trình vận chuyển đi thì nó hơi vất vả, chứ còn cây ăn quả thì không lớn. Đối với hồng bonsai thì lớn, nhưng mà cây ăn quả thì nhưng mà cây này thì do các vị trí để nó không được đẹp lắm. Thôi bây giờ nhà anh em chuyển về vườn mình trang trí cho nó đẹp đi. Giờ để đây thì nó nhiều cây quá. Cây này có phần gió cũng khá hay. Kính cây này đẹp ở phần bóng đó. Đây cũng trực khuyên này. Chậu lanh là 1,5 m và được để đặt trong cái chậu thả nước là 1,6 m và 1,2 m. Cái này thì phải dùng cảo rồi chứ còn